Đây là đình Vĩnh, đình thần Vĩnh Hòa mà ở trên đường ở đây có lễ cầu Quốc Thái Dân An nè quý vị. Sau đây mời quý vị cùng làm tham quan đình ở đây. Ở đây có cái chương trình lễ hội cầu Quốc Thái Dân An 3 ngày 14, 15, 16 tháng Giêng âm lịch. Người ta đang quay heo ở chổng kìa, vô chổng ta quay ở ngoài này chút quay. Dạ dạ. Kìa người ta đang làm lễ quay con heo. Dạ. Yeah.
Thank you.
chọi gà dân gian, trò chơi đập nồi, nhảy bao, kéo co nữa hả? Tối là múa lăng, múa sư gồng. Ủa cô, múa lăng, múa sư gồng là khoảng từ mấy giờ vậy cô? 6 giờ tối á hả? Xe điện ơi. 6 giờ rồi tới à, dạ. Vậy là 6 giờ ở đây, ở dưới đình Vĩnh Hòa kia thì lúc Nguyễn Hiền Đều thì lúc 7 giờ. Vậy là ở đây sớm hơn. Dạ. Wow, quá hay. Con quay cái bảng đó đó con. Hay được chơi luôn đây quảng cáo. Quay ngang ngồi bán xe kìa. Chạy nhìn hay lắm. Chạy nhìn xung quanh rồi đó. Năm nào cũng bán hả bác? Đây là mấy năm nay? Năm nào cũng bán đây đây. Ơi, quen rồi. Con nhìn quen chú nè. Chú có nhiêu con ạ? 20.000. Nhớ không? Nhớ không? Con nhớ chú. 10.000 con. Dạ dạ. Nhớ luôn. Cả cái hàng này phải định. Hôm nay xin giới thiệu với quý vị là một về cái ngày lễ ở trên Đức Phật Nguyễn Hiền Đều. Đây là không khí kỷ niệm ngày giỗ là lần thứ 184 đó quý vị. Không khí ở lễ cúng cầu an nè quý cô bác đó thì bán các mặt hàng ở bên dọc đường á. À, quý vị có thể nghe. Đây là phía trong đình Nguyễn Hiền Đều đó quý vị. Có rất là nhiều bà con thắp nhang. Ở đây có rất là nhiều bà con và thắp nhang. Bác ơi, năm nay mình không có múa lăng ở ngoài hả? Múa hồi đầu hôm à? Đầu hôm. Mai có còn múa lăng không bác? Mai còn. Mai là cũng múa đầu hôm luôn. Đầu khoảng mấy giờ múa bánh ha? 7 giờ, 7 ngoài
chuẩn bị đi. À 7 giờ 7 ngoài. Để con lại quay chứ múa lăng. Cảm ơn. Có rất là nhiều bà con đang thắp nhang đó quý vị. Đi. Đây mày thắp cái này. Bác thấy rõ không? Năm nay lớn hơn năm rồi không bác?
này đó quý vị. Ở đây có nhiều các đồ ăn vặt được trưng ra đó quý vị. Chỗ ngang, anh chỗ xuyên ngang như thế này, xéo mày rồi.
bên kia trái nè. Xéo đi. Có bọc. Ôi, có bọc ơi. Hay quá anh ơi, hay quá. Trái là 3, trái là 30. Trái là 70. Trái là 70. Trời ơi, trời ơi. 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 Trời ơi, ơi. Thôi nói chung là vậy được rồi. Nói chung là thì không có lại. Chúng đâu bây giờ? Nhẹ thôi anh ơi, nhẹ thôi. Hay quá. Rồi đi luôn rồi. Sao thấy em này rung tay quá. Nguy hiểm quá. Tay quá vậy em. Sao mà em thảy vô bia luôn à, bà dữ vậy. Thảy tới bia luôn. Thảy xa ra dừng đường xa rồi thấy. Ôi. Phải dễ ăn đâu. Khó ăn. Em thảy mà vừa đụng á thì nó vô mà mạnh quá thì ra ngoài luôn. Chế chọn chế bóp cái vô trọng luôn à chứ không.